Ruồi, loài côn trùng trong suy nghĩ mỗi người đều không mấy sạch sẽ. Thế nhưng ở đây, nó lại được nhân giống làm vật nuôi kiếm tiền tỷ mỗi năm cho chủ trang trại. Ông Phạm Văn Bé, chủ trại nuôi ruồi này được người dân địa phương gọi là vua ruồi cũng vì lẽ đó. Trước đây ông Bé là thầy giáo tiểu học, tuy nhiên sau đó ông quyết định làm nông dân khi thấy được tiềm năng của loại ruồi lính đen. Ruồi lính đen là loài ruồi xử lý chất thải hữu cơ rất tốt. Không những thế, chúng còn trở thành nguồn thức ăn rất giàu dinh dưỡng cho gia cầm, gia súc, thủy sản. Nhưng để phát triển không hề dễ dàng, bởi loại ruồi này không nằm trong danh mục được phép nuôi và cũng chẳng có trong danh mục cấm nuôi, nên ông Bé chỉ làm cầm chừng trong vài năm đầu. Tuy vậy, hiệu quả kinh tế từ mô hình này lại khiến nhiều người phải kinh ngạc. Với quy mô nuôi hơn 500m² với 32 chuồng nuôi ruồi đẻ trứng, cách vài ngày trang trại của ông Bé thu được khoảng 2kg trứng. Mỗi ký trứng bán với giá 20 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng trại nuôi ruồi của ông Bé được hơn 100 triệu đồng từ bán trứng ruồi. Với việc nuôi ruồi lính đen, dường như ông Bé có thể tận dụng được hiệu quả kinh tế một cách tối đa. Nhộng của ruồi lính đen được sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi gia cầm, gia súc, thủy sản, rất có giá trị dinh dưỡng. Xác ruồi cũng được tận dụng làm phân bón. Mỗi tháng trại ông thu được khoảng 2 tấn nhộng, tuy nhiên chỉ bán ra thị trường một lượng nhỏ, còn giữ lại để làm giống. Nó cứ thoải mái này. Này lên. Hai người lên hình mà. Đi đi, mình đi mà. Xuống nha. Chia sẻ tại vì con thực ra là cái kiến thức về mấy cái này con cũng không biết ý. Thì chúng phải chia sẻ là với những con như thế này thì là mình, mục đích là mình nuôi nó hay là quy trình như thế nào mình biết không, không có thương tiếng dạ. Này để làm giống á. Dạ. Là nó sẽ để sinh ra đúng rồi, sinh ra trứng ạ. Ủa em tưởng là nuôi cái con này nó già đen như thế này dạ. Sau đó nó đóng kén. Nó đóng kén rồi nó lọt cho nó phải ra con ruồi ở đâu nó kia ra. Dạ. Nhưng mà mục đích mình là mình chỉ nuôi tới cái giai đoạn này là lấy trứng được đúng không ạ? Đúng rồi, con này để cho nó qua nhầm kén rồi nó lọt ra thành cái con bố này ạ. Dạ. Nhưng mà trong cái trường hợp những con này... Cái này khi mà nó... Khi mà nó già nó đóng kén rồi mình không biết là thưa anh hãy có chia sẻ được là sau khi mà cái quá trình mà ruồi nó chuẩn bị biến thành nhộng nó chuẩn bị biến thành con ruồi thì mình nhốt vô đây với cái mục đích như thế nào, với cái quy trình như thế nào anh hả? Thì nó quá thành con ruồi mình nhốt vô trong đây á thì để chủ yếu là cho cái con giống nó nở ra và mình thu trứng. Đầu tiên là anh chia sẻ đây là cái khu gì đấy rồi. Đây là cái khu chuồng trại của cái con giống con bố mẹ. Mình thu trứng hoàn toàn là ở đây. Trong vòng một cái lồng này thì mình thu hoạch trứng được khoảng bao nhiêu và cái chu kỳ nó như nào, cái thời gian như nào? Một cái lồng như thế này mình thu hoạch tầm khoảng được 5 ngày. Thì mỗi lần mà thu hoạch xong thì cái con ruồi nó chết đi và tôi lại cho cái giống mới vào. Cái điều quan trọng nhất là khi mà mình chú ý nhất khi mà mình nuôi nhốt những con ruồi này ở trong này thì cái điều quan trọng mình chú ý nhất là cái gì ấy? Nó là những cái con vật tự nhiên thì cái điều chú ý cần thiết nhất của nó là phải cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của nó. Ví dụ như nhiệt độ, ánh sáng. Tất cả những cái yếu tố nào mà liên quan đến cái con ruồi theo cái thể tự nhiên của nó
chứ mình không thể nào mà ép buộc vào cái quy định của mình thì nó không đẻ trứng được. Anh chia sẻ một chút là ở đây mình áp dụng cái kỹ thuật ví dụ nhà lưới rồi quạt thì mình cân bằng nhiệt độ như nào, anh để chia sẻ là một chút ạ. Cái quạt nhà lưới đó thì cái nhà lưới á thì chủ yếu là để che chắn mưa gió. Còn cái quạt, cái máy phun sương là để tạo độ ẩm và giảm cái đi cái nhiệt độ nắng trưa. Tức là mình có biết là con ruồi này nó khoảng bao nhiêu nhiệt độ để mình điều hòa cho nó hợp lý không anh? Thì cái nhiệt độ của con ruồi này thì tầm khoảng 30 đến 35 độ. Theo anh với những con cái nhiệt độ như vậy thì nó có phù hợp với cái thời tiết hiện tại của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh không? Ở Long An. Ấy. Ở Long An không? Thì cái thời tiết như vậy thì ở đây thì nó cũng tạm ổn đi. Cái thời gian đầu mình thí điểm mình bắt đầu làm thì có những cái khó khăn thuận lợi gì không hả? Cái khó khăn ở đây á là phải làm sao để cho cái con ruồi này nó đẻ trứng và nó đẻ vào một chỗ nhất định. Thời gian đầu thì mình tức là nó có đẻ đi chỗ khác này, tức là không phải là nó cứ đẻ vào cái miếng gỗ đó hả? Đúng rồi, nó có thể đẻ bất kỳ chỗ nào, nó đụng đâu đẻ đó. Còn bây giờ thì mình đã làm những cái gì mà để cho nó đẻ vào chỗ? Bây giờ thì mình đi sâu vào tìm hiểu sâu hơn thì tôi cũng có thì xử lý một tí xíu về theo cái quy luật tự nhiên của nó để cho nó đẻ. Nó thích đẻ cái chỗ đó thì nó vào đó nó đẻ. Okay. Ở đây là mình nuôi, mình chia sẻ một chút là cái diện tích ở đây là bao nhiêu ô rồi khoảng bao nhiêu lồng ruồi á, rồi mình thu được hành được khoảng bao nhiêu cái trứng đúng không? Trung bình một ngày cái mấy trứng? Phải ngắt đi. Hiện tại thì cái quy mô của mình như thế nào anh ha, và có cái sự tự tính trong tương lai như nào? Thì bây giờ tạm thời trước mắt á, thì tính hết chuồng lớn, chuồng nhỏ thì nó nằm khoảng trên 20 chuồng. Thì cái dự định sang năm á, thì mở rộng ra khoảng gấp 3 lần cái này nữa. Anh, mình đã một thời gian gắn bó con ruồi này rồi á, thì anh thấy là con ruồi này nó có đặc tính gì mà anh tiếp xúc anh thấy nó thân thiện hay như nào, anh thì chia sẻ lại với chúng. Cái đặc tính của con ruồi này á, thì nó... Là anh cảm thấy thời gian mà anh tiếp xúc con ruồi thì anh thấy con ruồi này nó có những cái ưu điểm nhược điểm gì mà anh thấy nó thân thiện hay như nào, anh có thể chia sẻ đấy. Anh cảm thấy như về con ruồi này như nào, cảm nhận của anh về con ruồi này? Cảm nhận của tôi về cái con ruồi này á thì nó hoàn toàn thân thiện với con người, nó không gây hại cho bất kỳ cái vấn đề nào hết, mà lại là cái nguồn thức ăn tốt cho tất cả các con vật nuôi, từ cái con ấu trùng đến cái con bố mẹ. Anh chia sẻ lại với em một chút là cái thời gian sinh trưởng sinh sản mà nó chết đi, cái vòng đời của nó như nào, anh chia sẻ với em. Cái vòng đời của nó từ cái trứng cho tới cái con bố mẹ khi mà nó nở ra nó tầm khoảng 35 ngày, và sau 35 ngày nó lột xác và nó bay ra ngoài môi trường, nó đẻ xong rồi nó chết thì tầm khoảng 7 ngày nữa. Với những con chết thì mình xử lý như thế nào? Những cái con chết mình thu gom và làm phân bón. Tức là mình tận dụng hết không bỏ một tí nào? Tận dụng hết không bỏ. Anh cho xin hỏi tên đầy đủ của mình vậy? Tôi là Lê Minh Phát. Chức vụ là gì? À, công ty. Tôi là trưởng phòng kỹ thuật. Bố mẹ thì nhiêu giống ạ? Thì đem ra ngoài kia nó bọc là thành công rồi thì nó đẻ trứng. Một hôi như này thì mình tuần hoàn được khoảng bao nhiêu lâu thì sẽ sinh ra được trứng nhỉ anh nhỉ? Bây giờ tầm khoảng 25 ngày. Dạ. Trong vòng 25 ngày nó có thể sinh sản trứng ra cho mình. 35 ngày khi mà nó bọc ra là nó đẻ. Dạ. Về những cái con này. Dạ. Là mình cái này là mình cho ít thôi là anh nào? Đây thì nó không có nhu cầu ăn gì nữa. Dạ. Nó chuẩn bị cứng rồi, nó làm rồi chuẩn làm rồi. Ồ. Đây là những con mới nở.
ăn không có được. Ồ. À. Ồ. Mình cứ nhân giống từ từ là nó sẽ sinh lão rồi. Ôi anh xẹp cái đấy không sợ chết à? Ý là mình chào và nói. Không sao, chịu chứ sao. Quá trời. Thì khác công dụng đi. Ồ, nó nhiều người ta lát nữa tạo lại tán chẳng nó trứng cái mát này. Rất là tốt. Mấy bài kia thì còn nét hơn mấy con nữa cơ. Ồ. Đây là cái lâu quay mất cái này. Đúng không? Cái gì? Khi mà quá thầm cái con bố mẹ. Dạ. Thì giờ là nó là bằng tầm là 30 ngày. Dạ. Thì cái thức ăn, nguồn thức ăn chủ yếu của nó như thế nào vậy thôi? Nguồn thức ăn của con này rất là đa dạng phong phú. Dạ. Từ ở đây á, ví dụ như là rau củ quả các trà đồng mẫu lớn mình giữ thì cũng được ạ. Dạ, dạ. Dạ. Mình cũng như là lấy cho con này. Vâng. Sau đó mình thu hoạch con này, rồi mình được cái lượng thân. Cái kiểu dạng như là mình sợ nó bị bệnh tật nhiều, tại vì con vừa biết là bất cả những cái loại nông thủy sản nào nó đều có những cái mối đe dọa riêng ấy. Thì với những cái con sản phẩm này. Con này về mặt ưu điểm của nó là vượt trội. Dạ, vượt trội. Ví dụ chú ạ. Ví dụ như con này mà nó xảy ra ở bên ngoài thiên nhiên. À. Tại vì trong con này nó có cái nguồn protein rất là tốt. Dạ. Con và con giả rất thích ăn, ăn ngon mẹ. Dạ. Dù nhà. Dạ. Nó xảy ra môi trường bên ngoài. Dạ. Nó không bao giờ bay vào, dạ, bao vào cái mâm. Khó khăn gì trong cái chuyện mà kiếm nguồn thức ăn cho nó không chú ạ? Những cái nguồn thức ăn này hiện nay rất dễ kiếm, dễ tìm. À, dạ. Xử lý được cái này. À, xử lý được những cái chất thải dư thừa của nó không sử dụng đúng không ạ? Nếu dạ, như những quán ăn hay những công ty xí nghiệp đổ cái này đi ra môi trường thì rất là có hại. Ô nhiễm môi trường thì đó là điều tốt, rất là tốt. Không biết là xuất phát từ những cái ý tưởng, những cái ý tưởng gì mà chú... Vì cái này nói về một cái tầm. Dạ. Thì con người mình còn tồn tại thì rác thải còn tồn tại. Dạ. Con này giải quyết dứt điểm cái nguồn rác thải ô nhiễm đó. Dạ. Mà ở đây là những con nó già rồi. Dạ. Nó già để mà chuẩn bị nó. Dạ. Nó quá nhỏ. Dạ. Cho con hỏi là bỏ cái lớp nhộng của nó ra thì nó sẽ có cánh và nó bay. Vậy thì làm như thế nào để mình thu, mình thu là phục lại nó không chật để chuyển sang bên kia đó chú? Thì những cái con này này nó ồ. Vậy là cháu vừa được uống rượu mà của con mới nhỏ rồi cho mình ngâm. Ừ. Dạ. Thì trong đó cái chất dinh dưỡng mà chưa có đơn vị nào mà có được như ở ở cái chỗ nãy tôi cao. Dạ. Cho nó hỏi một cái loại xuất hiện như là chim cá này nó ăn thôi. Nhưng mà vì khi mà chúng có uống rượu như vậy để cho người uống thì mình cảm thấy rồi cháu với em. Tại vì lấy nhiều nhậu tép à? À. Người của các công ty xí nghiệp. Dạ. Mình nuôi nó cũng đơn giản nha. Nó kêu tới nó cho chú trở về nó con đã. Nè. Nó không có những cái đe dọa về sâu giữa có địch dịch bệnh không? Ở môi trường dơ bẩn như thế này. Dạ. Mà nó phát triển tốt. Chứng minh rằng nó là khỏe mạnh được như thế này. Chắc chắn luôn được. Nhưng mà cháu hỏi là từ xuất phát từ những cái ý. Xuất phát chú là người nông dân. Dạ. Nuôi gà, nuôi vịt. Dạ. Nuôi heo trâu bò nó sẽ giảm là cái giá thành mà là còn nhiều protein tốt như thế con vật nhanh lớn hơn nuôi nhá. Thế con này là mình nuôi được bao nhiêu thì nó mới lớn như thế này chú hả? Bao nhiêu ngày rồi đấy ạ? Con này thì nó nằm cái tầm chú không biết là trong khoảng bao nhiêu năm chú nghiên cứu chú nuôi những con này thì tới giờ chú mà tìm cái con giống á để mà nhân ra khoảng chừng 3 năm. 3 năm chú mới tìm nhân được. Nhân được giống mà mình phải biết được. Ồ. Cái tập tính của nó là như thế nào chú? Dạ. Nhưng mà nó phức tạp ở chỗ là con bố mẹ. Dạ. Mình phải nhân giống, mình phải nuôi như thế nào để cho nó phát triển. Ồ. Nhờ khoa bên này đi chú. Cái kỹ thuật cao để mà làm được con giống, cái đó mới là một cái vấn đề. Dạ. Thế bây giờ là chú là người đi đầu, đi tiên phong để có con giống cho mọi người rồi thì... Chuyển phim.
cái trang trại này lên. Tại vì mình thấy đây là một cái mô hình. Ok chú. Thì như thế này, chú thấy là do cái nguồn thức ăn hữu cơ hiện nay đang bỏ đi gây ô nhiễm môi trường rất là lớn. Vì vậy mà chú có ý tưởng là nuôi cái ấu trùng ruồi lính đen, giải quyết cái nguồn hữu cơ bỏ đi, rồi thu lại được cái nhộng ruồi để mà phục vụ cho chăn nuôi. Dạ. Góp phần là hạ cái giá thành chăn nuôi. Con vật thì mau lớn, thịt thơm, ngon, đạt cái chuẩn mà không có cái gọi là cái thức ăn công nghiệp. Trong quá trình mình phát triển, mình nhân rộng cái mô hình này thì có những khó khăn thuận lợi gì không? Thì khi mà nuôi cái mô hình này, cái khó khăn đầu tiên á là chưa tìm được cái đầu ra của cái con này. Rồi khó khăn thứ hai nữa là do cái tiếng tai mà bà con ở chòm xóm gần nói là mình làm điên, làm bậy, đi nuôi cái con này để mà tiêu thụ ở đâu. Còn về cái thuận lợi hiện nay thì rất là thuận lợi, tại vì cái con ấu trùng này được cái con gà, con vịt, con cá, nói chung là những con vật nuôi là rất khoái ăn, tại vì nó có cái nguồn dinh dưỡng cao. Khi mà mình nuôi con này thì thức ăn của nó là cái gì? Chú bảo là mình giải quyết được cái vấn đề môi trường ấy, thì chú chia sẻ là cái thức ăn của nó là những cái loại nào chú? Ừ, thì cụ thể thức ăn của cái con này là nói chung là từ rác hữu cơ, nhưng mà cụ thể nó là rau củ quả bỏ đi của các chợ đầu mối, rồi là rác thải của các lò mổ, cơm thừa của các công ty xí nghiệp bỏ đi mà làm ô nhiễm môi trường rất là lớn. Dạ. Như vậy thì lấy để mà nuôi con này thì hiệu quả nó rất là cao. Dạ. À, đối với con, khi mà nói ngay ruồi thì nhiều người có vẻ hơi sợ về cái vấn đề của ruồi với môi trường, thì chú có thể chia sẻ một chút về cái lo ngại này không ạ? Nói tới ruồi thì theo như từ xưa tới giờ thì ai cũng sợ, nhưng mà thực sự con ruồi này nó là một con thiên địch, mà theo như là nông nghiệp, cái ngành nông nghiệp Việt Nam mình công nhận nó là con thiên địch có lợi cho môi trường. Khi mà xảy ra môi trường bên ngoài, các loài chim rất là thích ăn, tại con này có nguồn protein, nguồn dinh dưỡng rất cao, ăn rất là ngon miệng. Đặc biệt là cái con chim yến hiện nay mà các nhà yến á, người ta dùng cái con ruồi này để mà nhử cái con yến để về cái nhà yến, đạt năng suất cao, rất là cao. Chú có thể chia sẻ một chút là cái giá cả của cái con nhộng này và cái thị trường của nó thì sao, con ruồi này? Thì cái con nhộng này hiện nay cái giá thị trường nó dao động từ 15.000 đến 20.000 một ký. Dùng cái sản phẩm cái con nhộng này phục vụ cho chăn nuôi thì nó sẽ giảm đi được 1/3 cái thức ăn công nghiệp, và nó tăng được cái năng suất của cái con vật nuôi lên. À, thì chú trong thời gian tới thì mình có dự định cái gì không chú? Đối với cái thứ nhất là cái sản lượng, rồi mình có những cái dự tính gì ấy, mình cứ chia sẻ cho dùng con nhé. Thì trong thời gian tới thì chú định là phát triển thêm cái mô hình này và nhân rộng cái mô hình này ra để cho bà con người ta nắm bắt được, người ta biết được cái sản phẩm vừa tốt vừa rẻ mà lại đạt cái hiệu quả chăn nuôi cao. Dạ. Vậy thì tới giờ phút này thì cái doanh thu của chú là như thế nào, và nó gia đình nhà mình đem lại lợi nhuận như thế nào cho gia đình nhà mình, và mình có bao giờ mình ngờ tới là mình thành công tới giờ không? Đúng ra hiện nay cái doanh thu của cái con ruồi này thì rất là cao, giá thành cũng cao. Dạ. Còn về cái lợi nhuận trước đây á, thì cũng có tiên đoán trước sau 5 năm, 10 năm thì con vật nuôi này nó sẽ giải quyết được tốt về cái môi trường mà phục vụ rất tốt, hiệu quả tốt cho bà con nông dân. Yeah. Cho con hỏi là con rất là tò mò, tại vì chú là một trong những người đầu tiên mà nuôi cái con vật nuôi này. Vậy thì khi mà chú mang đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm và chia sẻ về cái mô hình của mình thì họ có những cái phản hồi gì cho chú ạ? Và chú cái gì chú ấn tượng? Thì ở đây cái con vật nuôi này là nó mới lạ. Vì vậy mà khi mà mang cái sản phẩm này đến cơ quan chức năng xét nghiệm cái mẫu của thành phần dinh dưỡng thì cơ quan chức năng không có ý kiến gì. Còn về mặt giấy phép để đăng ký xin con vật này nuôi con vật này thì là được nhà nước cho phép nuôi. Cho xin họ tên đầy đủ và chú nói cái tên công ty luôn ạ. Thì chú là tên đầy đủ là Phạm Văn Bé, chú là giáo viên dạy 27 năm trong nghề. Môn gì chú? Giáo viên tiểu học.
Nhưng mà sau thì nghỉ cách đây là một năm. Tức là chú nghỉ học để nuôi ruồi. Nghỉ dạy ra thành lập công ty. Công ty hiện nay là tên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn Bilin. Bilin. Dạ, trên cái cảng. B à trên cái cảng. À, trên cái cảng. Dạ, 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 cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Rất là có ích cho bà con nông dân. Dạ. Dao động từ 45 đến 47. Cái test là của chú test hay là các đơn vị chức năng làm test? Cái này đơn vị chức năng nhà nước test cho mình. Cái hàm lượng dinh dưỡng của nó cao nhất là cái ở đây là cái gì chú ạ? Cái con vật nó quyết định hai cái nguồn, thứ nhất là cái nguồn đạm, thứ hai là cái nguồn béo. Dạ. Tăng trọng. Ừ, kỳ công. Ồ chú ơi, tất cả trang trại của mình nó từng này chắc tới là mình có nhân đôi cái này nữa không chú ạ? Có chứ, ta đầy chú. Ghê luôn á. Thu cái từ mà sợ ghê vô đây là kể như là sợ thiệt á. Chú ạ. Thì đã là rác hữu cơ rồi. Dạ. Thực ra thì cần cái là mình đầu tư cái con giống có ổn định là cái là mình sẽ phát triển được nhanh. Cái này, một ký, nuôi ra một ký giống trùng này, nó chỉ tốn 5 ký. Chúng tôi thẻ với ông là clip này của tôi mà có lên là ông để đời luôn á. Các bạn ơi, những con ruồi này thì hoàn toàn không có hại một chút nào nhé. Như thế này thì trong vòng khoảng 7 ngày đó nó sẽ liên tục đẻ trứng. Việc mà đẻ trứng như thế này thì các bạn đã thấy ở đó, nó sẽ mang lại nguồn thức ăn giàu chất mình thường để lấy làm thực phẩm á. Đấy. Và đây là một trong những cái lồng để nuôi những cái loại trứng như vậy. Cận nha, cận nha. Chân rung luôn. Từ đấy tôi bán đây. Cái máy nó không ngắt được nữa đâu. Đang hướng xương cho máy quay đấy. Mấy cái phun xương này á chủ yếu là tạo cái độ ẩm và cái độ mát. Dạ. Con ruồi nó sẽ có được cái môi trường như thế nào hả?
tạo theo cái môi trường mà thuận lợi nhất, có nghĩa là nó không có nắng gắt. Dạ. Và nó sẽ có môi trường tự nhiên để nó sinh trưởng đúng không ạ? Thế sao anh? Những cái trắng trắng trong cái bụng này là trứng non của nó. À, nó chưa sinh đúng không? Được chưa? Ôi sao cái lồng bên này mình nuôi ít quá hay là mình... Anh tại sao mình đánh? Có lớp lớp nó vậy á, để cho cái con ruồi nó nở ra, nó bay ra. À, để cái hở cho nó bay ra đúng không? Có cơ hẹo để những cái nẹp gỗ là khi mà rút ra những cái thùng xốp này ra hết. Dạ. Khi là cái này thì khoảng bao nhiêu nghìn con đi anh? Khoảng thôi. Chỗ này phải chục ký nhỉ? Chục ký rồi không anh? Ồ, cái này không, cái này nếu mà nở ra tầm này khoảng chừng 5-7 ký nhỉ? À, nhiều rộng bao nhiêu hay là mình cứ tùy theo diện tích mà có lớn thì mình làm lớn nhỏ, mình làm nhỏ anh? Cái này nó cũng không có giới hạn cái giới hạn cái chuồng của nó. Dạ. À. Ví dụ như cái con giống nhiều, dạ, mình cho nó già ít, mình cho, dạ, nó cái chuồng nhỏ. À, tùy từ mức độ mình có nhiều con giống ha. Thì có thì mình cho. Anh đi. Vừa đó. Trời ơi, được. Ok. Mm-hmm.